Ok, có một bạn hỏi với Justin là: anh ơi, trong cái thời gian em đi học mà em có đi làm, có thể đi làm bán thời gian hoặc là đi làm co-op, thì cái kinh nghiệm em tích lũy được trong cái thời gian mà đi học đó thì nó có tính vào cái kinh nghiệm của xin định cư sau này hay không? Kinh nghiệm để xin định cư sẽ chỉ được tính kể từ cái ngày mà các bạn có work permit, có postgraduate work permit hoặc là open work permit. Chỉ những kinh nghiệm khi mà các bạn đi làm trong cái status as a worker như vậy đó thì các bạn mới dùng để mà claim cho những cái hồ sơ xin định cư được. Để mình hỏi thêm là nó yêu cầu mình là phải có 12 tháng full time, thì em có thể định nghĩa cho các bạn full time ở đây họ sở di trú họ định nghĩa như thế nào không? 12 tháng full time hoặc là 24 tháng part time, hai cái đó là nó như nhau. Hai cái lựa chọn đó các bạn có thể xem xét để mà có thể thỏa mãn cái điều kiện cho cái chuyện định cư đó. Đối với full time, khi mà nói full time thì có nghĩa là đi làm hơn 30 tiếng một tuần là các bạn sẽ thỏa mãn được cái điều kiện full time. Có nghĩa là trong vòng 1 năm phải đảm bảo được từ 1.560 giờ trở lên là các bạn sẽ thỏa cái điều kiện full time trong vòng 12 tháng.